15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương. Hiện tại bây giờ là 10:45 ngày 12/9. À, bà con ở Tây Ninh qua đây hả em? Tây Ninh. Xe em quay 70 Tây Ninh. Bà con tìm chỗ đậu xe hả anh Minh? Đi 16, chỗ là đi đúng 16 người luôn. Là bỏ cái ông tài xế ra nha. À, bỏ ông tài xế ra. Tính là ông luôn rồi, 17 người. Chỉ là bà con mình ở bên Tây Ninh, Tân Châu. Xe kênh Minh. Đó, bà con về xuống. Dạ, con chào các cô. Bây giờ phải vậy đó nha. Con thấy đoàn ở Tây Ninh mình đó là xuống lần nào là bà con rất là vui vẻ luôn. Dạ, thấy nhiều đoàn rồi. Vui mà dễ tánh lắm. Ủa? Rồi đợi cho bà con xuống đầy đủ đi ha, chụp coi hình làm kỷ niệm luôn nha cô bác. Đúng rồi, đứng trước sân khấu luôn. Cái này ngày xưa là cái sân khấu. Ủa mà cách đây mới đây mà kêu ngày xưa giờ là chết rồi. 14 á. 2 tuần đúng. Ủa sao anh nhớ ngày 14 2 vậy? Đó, đúng rồi. Anh có nhìn vô đó không? Đó, không. À, đúng rồi. Còn nhớ mà cái biển này để trên đừng cho chị Hồng Loan hát đó không nhớ hả? Đúng rồi. Đúng rồi, cái bảng bữa hổm để cho chị Hồng Loan hát nè anh. Ôi, chú Tiểu xài được cái cây chú Tiểu đeo mắt kính vô cho cái đẹp. Cây cái gì? Cây chống tay cầm điện thoại. Rồi. Cái này là của là chị Thu. Giả. Chị Thu. Khán giả là chị Thu ở Mỹ nè. Quá đẹp ha. Đẹp ha. Bà con đủ chưa? Đủ chưa cô chú bà anh chị ơi. Đủ chưa bà con, để cho mấy anh em chào bà con cái. Bà con ở Tây Ninh xuống. Bà con đủ chưa? À dạ. Ủa, họ bên kia nữa kìa. Đâu anh? Họ bên kia mấy người nữa. Nhìn hay quá. Đó. Thấy cái nhìn hay quá. Thấy ba người trên đỉnh kìa. Rồi sao anh thấy hay vậy? Mắt anh còn sáng. Mắt anh không sáng em. Mắt anh còn sáng ha. Vậy sao mắt bộ anh già lắm hả? Em thấy anh già. Biết đây anh già. Một mới chiếc cây nữa. Chiếc cây nữa của chú chị ơi. Xe đồ ăn luôn. Xe đồ ăn luôn. Xe đồ ăn luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Vô luôn. Đó, bà con ở Tây Ninh qua. Chị đã trả lời kênh. Một cô nếu mà lấy liền đó là một cô ba ngàn. Lấy hình lấy liền. Còn mà... Nói gì cần lấy hình lên video luôn là miễn phí. Nè, anh nói là cho bà con hoang mang. Ta đến ta hấp nhang là quý rồi, bây giờ đòi tiền chụp hình nữa. Thế là lần nào mà bà cô mà lấy hình á thì là mình nhận 3.000 tấm. Mấy cô không lấy đó là miễn phí. Rồi thôi, bây giờ các cô mình xong á, mình qua bên đây mình chụp hình luôn nha. Chơi với mấy con nghe chứ ở đây không có chụp hình lấy liền gì, không làm quay phim mà. Ở đây tụi con chỉ có quay phim miễn phí cho bà con xem thôi. À, nhà thơ Ngô Anh Trương nè, nhà Kiền Tùng Sơn nè, nhà sĩ Quân Sử nè, nhà sĩ Lâm Sơn nè, và nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè, cô Bích Lan vợ của cô với nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè, rồi ở đây là đạo diễn điện ảnh Lê Văn. Dạ, bây giờ mình vô mình chụp mô hình nha, cái mình đem á. Nghe nghe bà con bác, khi mà mình bước ra là mình gặp được nha bà con. Đó, đi vô, 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 đ
bà con đi nên mình rất là dễ thương luôn nha quý chú chị, và vui vẻ hòa đồng. Ủa ủa mình không chụp hình hả cô? Không chụp hình đó cô, chụp hình cái hình đó đi cô. À, đúng là mấy cô ở đây nên dễ thương thiệt luôn á. Đó mình lại ngay cái bảng đó cô. Lấy điện thoại không mấy cô á, con chụp lại một tấm cho mấy cô. Đó, để mấy cô làm kỷ niệm. Cho mấy cô làm cái kỷ niệm. Rồi rồi mình vô hết đi. Mấy cô hỏi cần chụp đâu, về nhà lên kênh YouTube của tụi con coi là có hết. Cho lên kênh YouTube chú Tiểu Yếu Mộ nha mấy cô. Rồi đủ chưa? Bên kia còn nữa kìa. Bên kia không chụp hả gì anh ơi? Rồi để gì mình chụp cho bà con ha. Rồi bây giờ chụp nhà làm kỷ niệm nha. Vô luôn. Chủ sĩ đó rồi, Khang vô luôn hả? Trời ơi, ngồi xuống luôn Khang, quá dữ. Rồi xong luôn, đó đẹp quá. 1 2 3 cười lên nha, 1 2 3 đó. Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Coi đội hình như vậy, coi đội hình. Đó, mình đi mình nhập một hình đi đúng rồi là chú mình luôn. Xe nha bà con, khi mà mình đi ra đó là mình phải dập xe nha. Không phải được nha. Đều tiếng vô không luôn. Ai là chủ sĩ đây cô? Đó, chủ sĩ đi đầu tiên. Quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Bữa trưa nay rất là quá là đông. Cậu rất là vui. Rồi đốt nhang đem anh cầm cho. Đốt nhang cho bà con. Đốt nhang anh Ngọc. Hello anh Bắp nha. Cô chú anh chị trưa nay đi viếng mộ rất là đông, rất là vui luôn. Đúng rồi chú, quá đông bà con. Đúng rồi, con trai luôn. Không có gì vui bằng bữa trưa hết. Nãy giờ mình cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Chắc là bà con cúng xong rồi mình mời xuống bà con dùng luôn ha. Dạ. Mình cúng lâu chưa mời mấy cô dùng chai luôn. Đừng quay em nha. Sao thì á, quay là sao trận? Quay kênh hoài luôn. Không quay anh đi. Quay anh đi. Quay kênh này Di Minh hoài. Gì hả? Em ở Tây Ninh luôn hả? Không, ở đây nè. Đây nè hả? À. Cho anh quay đi. Cho anh quay cái được không? Quả khủng luôn. Cảm nhận bà con ở bên Tây Ninh qua cái đông vui luôn ha. Cái gì tàn hắn bà xã? Sao? Là con mình ở đây thắp hương xong rồi dùng một ly trà đạo với đây là bà con đến từ Tây Ninh.
Mình Tây Ninh mà ở huyện nào hả chị? À, Tân Hành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì hôm nay mọi người từ bên Tây Ninh ha qua đến mộ của cậu Năm để viếng. Bởi cái ngày thứ ba đó anh, thứ ba ngày 12. Sao vui vậy? Thứ ba ngày 12 tháng 9 ba. Đúng rồi. Thì cái ngày nó vậy đó. Bữa nay mà cũng giống như ngày chủ nhật vậy ha. Rất là đông khách luôn. Cô ơi, hôm nay ngoài mình đi việc đi viếng cậu thì mình đi đâu nữa hả cô? Đi chùa, đi chùa, đi núi. Dạ. Mình ở Tây Ninh chắc hay đi chùa, đi Hòa Đen á. Đúng rồi. Núi chậu đi đủ hết luôn á, nói chung là ngày này đi đủ á. Dạ. Nhưng mà sáng giờ mình đi đủ chưa cô? Vậy đi chưa đủ. Vậy là lát về là mình giờ này trước đã rồi về phía kia sau. Dạ. Wow. Ở đây cô cho con hỏi ở đây cô bác nào mà đã từng gặp chú Linh ngoài đời đâu không? Gặp trong đoàn xe mình 16 người qua gặp chưa luôn hả? Nhưng mà bữa nay là gặp rồi. Con mời bà con mình qua bên đây để dùng một ly nước, dùng một ly trà đào. Dạ. Đó. Bà con thích hương xong thì mời bà con vô. Em trai. Đó thì bây giờ là bà con qua bên đây ha, mời trà đào cho bà con. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Chúc cho toàn thể bà con cô bác, quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.